Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ hai ngày 8 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình tối nay có những thông tin chính sau đây. Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại huyện Đam Rông và huyện Lâm Hà. Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam và xây dựng tổ chức hội vững mạnh trong nhiệm kỳ mới. Đổi mới giáo dục tại trường trung học cơ sở. Nhiều cảng đầu tư lớn nhưng thiếu tính đồng bộ dẫn tới nơi thừa, nơi thiếu, không kết nối được các phương thức vận tải. Bắc Kinh đã quyết định bơm thêm 110 tỷ đô la để cứu vãn nền kinh tế đang có dấu hiệu trì trệ do ảnh hưởng từ cuộc chiến thương mại với Mỹ. Giải pháp nào để đảm bảo an toàn du lịch mạo hiểm ở Lâm Đồng? Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, hôm nay 8 tháng 10, đoàn đại biểu Quốc hội gồm bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, ông Nguyễn Tạo, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, ông Ca Nhiễu, đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Phi Liên, huyện Đam Rông và xã Tân Văn, huyện Lâm Hà. Cùng tham dự có ông Ca Mát, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, ông Nguyễn Trọng Ánh Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ông Phạm S, Phó Chủ tịch Ban dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành và chính quyền huyện Đam Rông và huyện Lâm Hà. Tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Tạo, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, đã thông báo đến cử tri xã Phi Liên, huyện Đam Rông và xã Tân Văn, huyện Lâm Hà nội dung chương trình của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14 sắp đến. Với những nội dung chính là xem xét thông qua 9 dự án luật, cho ý kiến 6 dự án luật, các vấn đề kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước và các vấn đề quan trọng khác. Đánh giá các báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện chính sách pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011-2016, báo cáo của Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn. Tại buổi tiếp xúc này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng cũng đã thông báo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội của cả nước và của Lâm Đồng 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ giải pháp những tháng còn lại của năm 2018. Các cử tri xã Phi Liên, huyện Đam Rông đã kiến nghị với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng một số vấn đề tồn tại vướng mắc, đó là chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, tình trạng xuống cấp của các tuyến đường giao thông, nhất là quốc lộ 27 đoạn qua huyện Đam Rông, công tác quản lý giao khoán bảo vệ rừng, quan tâm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân tại cơ sở, vướng mắc về thủ tục hồ sơ vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội ở địa phương, đầu ra cho nông sản ở vùng sâu vùng xa, khó khăn trong chi trả khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Tại xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, cử tri kiến nghị giải quyết các vấn đề đầu tư công trình thủy lợi cung cấp nước tưới sản xuất nông nghiệp, chất lượng đầu tư các tuyến đường giao thông, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường, quy định về san gạt mặt bằng, tình trạng san nhượng đất tại địa phương, quy định về việc học thêm dạy thêm hiện nay, giải quyết việc làm cho sinh viên ra trường, quản lý thông tin các trang mạng xã hội. Tại các buổi tiếp xúc, lãnh đạo huyện Đam Sơn và Lâm Hà đã giải trình một số vấn đề mà cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền địa phương. Liên quan đến thẩm quyền của tỉnh, ông Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, giải trình liên quan đến điện sinh hoạt cho bà con, chính sách hỗ trợ sản xuất, ngân sách tỉnh đầu tư công trình giao thông, về quy định về san gạt mặt bằng sản xuất và xây dựng công trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giải thích. Quyền cấp phép, xã cấp phép nhưng cuối cùng không có cái công tác hậu kiểm, cho nên người dân xảy ra. Vấn đề thứ hai là cái độ cao khi cấp không được quá 4 mét nhưng mà trong thực tế lại quá 4 mét, do đó dẫn đến cái chuyện là đối với chúng ta là làm kinh tế và môi trường, nhưng tất cả quan điểm chung không phải là phát triển kinh tế bằng mọi giá để thay đổi về môi trường. Do đó tỉnh đồng rà soát lại thấy là vi phạm quá nhiều, do đó hiện nay là tỉnh đã dừng lại. Và dừng lại như thế để xem xét lại thì cái việc mà phá vỡ ảnh hưởng môi trường nhiều nhất đó là Đà Lạt và Lạc Dương, do nó sẽ tỉnh phân vùng lại, dụ như Lâm Hà mức độ ảnh hưởng môi trường ít hơn thì sẽ có một cơ chế khác xác định cái quy mô diện tích sẽ lớn hơn, và vấn đề này tỉnh cũng sẽ tiếp thu và sẽ thực hiện ngay trong vấn đề là tháng 10 năm 2018 sẽ có ban hành cái quy định mới để thay thế. Như thế kiến nghị của cử tri rất hoàn toàn chính đáng, và trong tháng 10 sẽ có một cái giải pháp thay thế trong cái quy định cũ. Như thế đặc biệt san gạt tỉnh sẽ giải quyết tiếp tục trong cái sau tháng 10 2018. Kết thúc buổi tiếp xúc, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đã ghi nhận trả lời một số kiến nghị mà cử tri huyện Đam Sơn và Lâm Hà quan tâm liên quan đến chế độ chính sách cho người có công, cho nạn nhân chất độc da cam, vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia. Trả lời cử tri về việc nâng cấp quốc lộ 27 đoạn qua địa phận hai huyện Đam Sơn và Lâm Hà và giải quyết tình trạng dạy thêm học thêm trên địa bàn, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cho biết. Bộ Giáo dục Đào tạo đã ban hành thông tư 17. Và thông tư 17
thì cũng quy định cho cái việc dạy thêm học thêm ở trong nhà trường, ở ngoài nhà trường rất là cụ thể. Và trong thông tư 17 thì nói rằng đây là vấn đề tự nguyện, là nhu cầu, ai có nhu cầu thì học, và học thêm là phải tự nguyện. Có tự nguyện, có nhu cầu thì mới có dạy thêm. Nhưng mà tôi cũng xin nói là vừa rồi Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã trả lời trên VTV là nói rằng là dạy thêm, học thêm thì không cấm, chỉ cấm biến tướng, chỉ cấm tràn lan. Nhưng trên thực tế tôi xin nói là chỗ này là chỗ cũng rất là khó. Bởi vì cô giáo nào cũng nói tự nguyện thôi, nhưng mà cháu nào cũng đi học thì con em mình không cho đi học có được không? Có phụ huynh nào yên tâm khi cả lớp 50 học sinh, 45 cháu đi học rồi, còn có con mình nằm trong cái số nhỏ không đi học, có lo lắng không? Thành ra những việc này thì tôi xin ghi nhận và sẽ tiếp tục là đưa thông tin đến cho Bộ Giáo dục Đào tạo. Và trong cái quá trình sửa luật giáo dục này thì chắc chắn những vấn đề này là phải xem xét để mà quyết định. Ngoài ra, một số ý kiến mà cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền địa phương, bà Trương Thị Mai, trưởng ban dân vận trung ương đề nghị lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và chính quyền huyện Lâm Sơn và Lâm Hà sớm xem xét giải quyết cho người dân. Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam và xây dựng tổ chức hội vững mạnh trong nhiệm kỳ mới. Đổi mới giáo dục tại trường trung cơ sở là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Sáng nay tại thành phố Đà Lạt, Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức đại hội Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin tỉnh Lâm Đồng lần thứ tư, nhiệm kỳ 2018-2023. Ông Vũ Thế Lực, Phó Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam, ông Nguyễn Văn Triệu, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng trên 120 đại biểu thay mặt cho hơn 3.500 nạn nhân chất độc da cam Dioxin trên địa bàn đã đến tham dự. Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin tại Lâm Đồng có tổ chức hội tại 11 trên 12 huyện, thành phố, 71 trên 147 hội cấp xã, phường, thị trấn với hơn 3.500 hội viên, tăng gần 1.300 người so với nhiệm kỳ trước. Các cấp hội đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam Dioxin, chủ động phối hợp với các ban ngành liên quan tham mưu đề xuất bổ sung hoàn thiện chế độ chính sách chăm sóc nạn nhân, qua đó giúp cho hơn 3.400 người được hưởng chế độ chính sách theo pháp lệnh ưu đãi người có công. Về công tác chăm sóc, vận động quyên góp giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam Dioxin cũng được các cấp hội hết sức quan tâm với tổng kinh phí gần 8,4 tỷ đồng. Cụ thể như đầu tư xây dựng, hoàn thành trung tâm nuôi dưỡng con nạn nhân và cơ sở xông hơi giải độc tại thành phố Bảo Lộc với tổng trị giá trên 5 tỷ đồng. Vận động xây nhà, sửa nhà cho 12 gia đình nạn nhân với tổng giá trị hơn 220 triệu đồng. Hỗ trợ 79 gia đình nạn nhân vay vốn sản xuất trị giá hơn 700 triệu đồng. Thăm hỏi tặng quà như các dịp lễ Tết với tổng trị giá hơn 1,9 tỷ đồng. Phối hợp với các tổ chức trong và ngoài tỉnh, thực hiện khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho nạn nhân thế hệ thứ ba, trị giá gần 170 triệu đồng. Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin tỉnh Lâm Đồng đã đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm, như đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, tập trung cho các phong trào thi đua vì nạn nhân chất độc da cam, tiếp tục đấu tranh đòi thực hiện công lý đối với nạn nhân, chú trọng công tác đối ngoại, công tác kiện toàn, xây dựng tổ chức hội vững mạnh và nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp hội. Phát biểu tại đại hội, ông Vũ Thế Lực, Phó Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam ghi nhận, mặc dù hoạt động trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin Lâm Đồng đã có sự phát triển ổn định, vững chắc, nề nếp, có nhiều cách làm hay, năng động, sáng tạo. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan đơn vị đoàn thể của tỉnh, các tổ chức, các nhà hảo tâm trong ngoài tỉnh và bạn bè quốc tế đã luôn quan tâm đến nạn nhân và tạo điều kiện cho hội hoạt động. Về phần này thì có thể là cũng có những nơi Bảo Lộc thì được nhiều hơn, nhưng các huyện khác thì ít, nhưng chúng ta luôn luôn ghi nhớ và trân trọng cái tình cảm này. Chúng ta vẫn khắc sâu một cái kinh nghiệm là mà trong các quý đã tổng kết, và tại đây tôi cũng xin nhắc lại đó là gì, cái sự quan tâm chỉ đạo cụ thể sát sao của ban chỉ đạo lãnh đạo tỉnh, đó là cái
yếu tố quyết định hàng đầu mà ta nó hay gọi là tiên quyết. Cái thứ hai là cái sự phối hợp với nhau, sự chung tay với nhau, gắn bó với nhau, hợp tác với nhau, đi với nhau trong quá trình xây dựng hội, thì đó là một cái yếu tố cực kỳ quan trọng. Ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng đã biểu dương chúc mừng, đề nghị các cấp, các ngành và các địa phương tiếp tục hỗ trợ Hội nạn nhân chất độc da cam Lâm Đồng trong thời gian tới. Tôi cũng xin đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể trên địa bàn tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin các cấp trên địa bàn tỉnh hoạt động có hiệu quả. Tôi cũng xin đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các sở ban ngành, các địa phương kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh giải quyết đúng đủ kịp thời tất cả các chính sách, các chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con cháu của họ. Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa các đối tượng làm giả hồ sơ nạn nhân chất độc da cam, thông qua đó xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Đề nghị Sở Y tế tăng cường công tác giám định y khoa đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ, đảm bảo kịp thời, không bỏ sót đối tượng. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Lâm Đồng khóa 4 với 22 thành viên. Bà Hoàng Thị Thu Hồng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, giữ chức vụ Chủ tịch Hội. Dịp này, Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam đã tặng bằng khen cho Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Lâm Đồng và một cá nhân vì đã có thành tích trong phong trào thi đua vì nạn nhân chất độc da cam giai đoạn 2013-2018. Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho một tập thể và hai cá nhân đã có nhiều thành tích trong xây dựng và phát triển Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh nhiệm kỳ qua. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng tặng bằng khen cho ba tập thể đã có thành tích xuất sắc trong các hoạt động phối hợp giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam dioxin trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2018. Chuyển sang thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp. Hiện nay trên địa bàn tỉnh, nông dân làm nhà kính sản xuất nông nghiệp theo kiểu tự phát mà không có một quy chuẩn cụ thể nào. Từ thực tế này, tỉnh Lâm Đồng đã giao cho ngành nông nghiệp xây dựng quy chuẩn trong xây dựng nhà kính để ban hành trong thời gian tới. Theo đó, sẽ có 7 kiểu nhà kính cơ bản áp dụng cho quy mô hộ gia đình đến doanh nghiệp. Hiện nay, thành phố Đà Lạt và các vùng phụ cận có khoảng 4.400 hectare nhà kính, chiếm gần 50% diện tích sản xuất nông nghiệp. Theo định hướng đến năm 2020, diện tích canh tác rau hoa trong toàn tỉnh khoảng 20.000 hectare, trong đó 75% diện tích ứng dụng công nghệ cao. Điều này đồng nghĩa với việc phát triển nhà kính ngày càng nhiều hơn. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn tỉnh, nông dân làm nhà kính sản xuất nông nghiệp theo kiểu tự phát mà không có một quy chuẩn cụ thể nào, chủ yếu là che nắng, che mưa và hạn chế côn trùng. Chỉ có một số ít diện tích nhà kính của các doanh nghiệp được đầu tư bài bản. Vì vậy, việc hình thành hệ thống nhà kính đúng tiêu chuẩn liên quan mật thiết đến hiệu quả của vùng nông nghiệp công nghệ cao mà tỉnh Lâm Đồng đang xây dựng. Từ thực tế này, tỉnh Lâm Đồng đã giao cho ngành nông nghiệp xây dựng quy chuẩn trong xây dựng nhà kính để ban hành trong thời gian tới. Theo đó, sẽ có 7 kiểu nhà kính cơ bản áp dụng cho quy mô hộ gia đình đến doanh nghiệp. Hiện nay, toàn tỉnh có 591 trang trại chăn nuôi, tăng 329 trang trại so với năm 2013, phát triển theo xu hướng chăn nuôi tập trung gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm, đã có phần quan trọng trong việc kiểm soát chất lượng chăn nuôi và tạo đầu ra ổn định cho nông sản. Xu hướng chăn nuôi tập trung gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm tiếp tục phát triển tại Lâm Đồng. Hiện nay, toàn tỉnh hiện có 591 trang trại chăn nuôi, tăng 329 trang trại so với 5 năm trước. Trong đó, 332 trang trại heo, 33 trang trại bò, 3 trang trại dê, 1 trang trại hươu sao, 1.220 trang trại gà vịt chim cút. Trên địa bàn tỉnh hiện đã hình thành một số chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm trong chăn nuôi, như công ty cổ phần chăn nuôi CB của Thái Lan sản xuất chăn nuôi heo gà, công ty trách nhiệm hữu hạn Jaffa Confis của Indonesia liên kết chăn nuôi heo và công ty trách nhiệm hữu hạn Emivest Festmill của Việt Nam, Malaysia sản xuất chăn nuôi gà, công ty Vinamilk, công ty Đà Lạt Milk và công ty cô gái Hà Lan liên kết tiêu thụ sản phẩm sữa tươi, công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Toàn liên kết tiêu thụ các nước lạnh. Với việc tạo nên các chuỗi liên kết này đã góp phần quan trọng trong việc kiểm soát chất lượng chăn nuôi và tạo đầu ra ổn định cho nông sản. Vì vậy mà tỷ lệ sản phẩm chăn nuôi được tiêu thụ qua chuỗi liên kết chiếm 76%, tương đương khoảng 174.000 tấn sản phẩm. Trong lúc đó, tỷ lệ này đối với sản phẩm trồng trọt mới chỉ đạt con số khiêm tốn với khoảng 9% sản lượng.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản số 6407 chỉ đạo các sở ban ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc về việc tăng cường công tác phối hợp trong thanh tra kiểm tra các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, để tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác thanh tra kiểm tra doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tránh chồng chéo trong hoạt động thanh tra kiểm tra, tạo điều kiện hoạt động và sản xuất cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành và Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc phối hợp rà soát các doanh nghiệp do ngành mình trực tiếp quản lý, nắm bắt kịp thời thông tin về tình hình hoạt động, việc chấp hành các quy định trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trên cơ sở đó đưa ra kết quả thanh tra kiểm tra doanh nghiệp theo đúng thẩm quyền, nội dung thanh tra kiểm tra không vượt quá giới hạn trong phạm vi quản lý nhà nước, đảm bảo tỷ lệ số doanh nghiệp thanh tra kiểm tra không vượt quá tỷ lệ quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh từ 2 đến 5% trừ lĩnh vực thuế. Quy trình kiểm tra phải đúng thời gian, tránh kiểm tra chồng chéo, trùng lấp gây phiền hà và mất thời gian của doanh nghiệp. Ngoài ra, không tiến hành thanh tra kiểm tra quá một lần một năm đối với doanh nghiệp. Trong trường hợp thanh kiểm tra mà phát hiện doanh nghiệp đã được cơ quan chức năng khác tiến hành thanh tra trước đó, thì không tiếp tục thanh tra kiểm tra để tránh sự trùng lấp chồng chéo trong quá trình thanh tra kiểm tra. Thông tin trên lĩnh vực giáo dục, tỉnh Lâm Đồng xây dựng kế hoạch và chỉ đạo cụ thể các nội dung của đề án đến với 715 trường học từ bậc mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh, nhằm tạo chuyển biến căn bản về ứng xử văn hóa của cán bộ quản lý nhà giáo, giáo viên, học sinh để phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách, tạo lối sống văn hóa cũng như xây dựng trường học lành mạnh. Để triển khai thực hiện đề án xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025 do chính phủ vừa phê duyệt, tỉnh Lâm Đồng xây dựng kế hoạch và chỉ đạo cụ thể các nội dung của đề án đến với 715 trường học từ bậc mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh, nhằm tạo chuyển biến căn bản về ứng xử văn hóa của cán bộ quản lý, nhà giáo, giáo viên, học sinh để phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách, tạo lối sống văn hóa cũng như xây dựng trường học lành mạnh. Tỉnh Lâm Đồng sẽ linh hoạt trong quá trình triển khai thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong trường học do Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành, phù hợp với điều kiện và đặc trưng của tỉnh. Phấn đấu trong giai đoạn 2018-2020, 100% các trường học xây dựng và thực hiện bộ quy tắc ứng xử một cách có hiệu quả. Đổi mới giáo dục đang được toàn xã hội quan tâm. Đổi mới phương pháp dạy học trong đổi mới giáo dục theo hướng hiện đại, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo và vận dụng kiến thức, tập trung dạy cách học cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực. Ngành giáo dục cần tiếp tục đẩy mạnh các chương trình hành động của tỉnh trong thực hiện nghị quyết 29 về đổi mới căn bản giáo dục đào tạo. Để phát huy tính năng động, tư duy độc lập và sáng tạo của người học, tạo được hiệu quả trong các tiết học, những năm qua, thầy và trò trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng đã không ngừng đổi mới phương pháp dạy và học nhằm thực hiện tốt việc đổi mới, đảm bảo các yếu tố chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, nâng cao chất lượng giáo dục một cách toàn diện, xây dựng nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt, có cơ cấu và phương thức giáo dục hợp lý, gắn với xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ trọng tâm mà nhà trường đề ra trong năm học 2018-2019 và những năm tiếp theo. Thì ngay từ đầu các cái năm học á, thì ngay ban giám hiệu nhà trường cũng đã xác định được các cái nhóm nhiệm vụ trọng tâm của ngành mà để triển khai cho đến toàn trường. Và đặc biệt ở đây là nhà trường cũng hết sức chú trọng về cái đổi mới phương pháp giáo dục trong nhà trường. Thì đầu tiên đó là phải chú trọng và đẩy mạnh về cái đổi mới công tác quản lý của ban giám hiệu, của các tổ trưởng chuyên môn và ngay cả của giáo viên chủ nhiệm. Và đối với lại giáo viên thì nhà trường cũng đã luôn luôn họp và quán triệt về cái đổi mới phương pháp giảng dạy gắn liền với cái đổi mới đánh giá về cái kiểm tra đánh giá, đổi mới về kiểm tra đánh giá. Thì trong năm thì hàng năm thì nhà trường cũng đã tổ chức các cái chuyên đề về đổi mới phương pháp giảng dạy ở từng tổ chuyên môn, và nhà trường đã tổ chức các cái hội thảo để đào sâu mở rộng về cái phương pháp giảng dạy. Thế thì qua các cái chuyên đề và cái hội thảo cũng như các cái ngoại khóa mà nhà trường tổ chức thì nó đã đem lại cái hiệu quả khá cao, giúp cho giáo viên nhận thức được về cái vấn đề đổi mới phương pháp cũng như đổi mới về kiểm tra đánh giá cho học sinh. Thực hiện đổi mới giáo dục cần tiếp tục thực hiện tốt đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát huy năng lực, phẩm chất của học sinh, đồng thời đa dạng hóa các hình thức giáo dục,
chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học. Để tạo cho học sinh có được những giờ học thú vị, chất lượng, đội ngũ giáo viên và nhà trường không ngừng đổi mới, tìm tòi phương pháp dạy học mới như thảo luận nhóm, thuyết trình v.v., sử dụng các thiết bị máy móc cũng như các dụng cụ hỗ trợ học tập, tạo cho học sinh có những buổi học sôi nổi và hiệu quả hơn. Khi được đổi mới chương trình thì tụi em học được dễ hiểu hơn, thú vị hơn và có thể tự tin phát biểu những ý kiến trước lớp. Dạy học không chỉ truyền thụ kiến thức mà phải phát triển hài hòa cả phẩm chất và năng lực. Trong đó, chú ý các phẩm chất chăm học, chăm làm, trách nhiệm, trung thực, kỷ luật, các năng lực, hợp tác, tự quản, tự học và giải quyết vấn đề. Cô Bùi Thị Phương Tuyền, giáo viên bộ môn văn có nhiều năm liền, được Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Đức Trọng công nhận là giáo viên tiêu biểu. Cô luôn tìm tòi phương pháp dạy mới giúp các em học sinh không chỉ tiếp thu kiến thức tốt mà còn tạo cho các em niềm vui khi đến trường, giúp các em phát huy được tính năng động sáng tạo. Nói chung là mình và tất cả các đồng nghiệp, các anh chị em đồng nghiệp thì rất là cố gắng trong cái việc là thay đổi phương pháp dạy học để làm sao cho học sinh nó cảm thấy hứng thú và nó yêu thích cái giờ học. Thì trong cái đổi mới phương pháp này chủ yếu là mình vận dụng các cái phương pháp dạy học như thế nào nó làm cho học sinh nó tích cực, nó sáng tạo, nó chủ động hơn. Bằng cách là ví dụ như là mình sử dụng các cái kỹ thuật dạy học mới làm cho các em nó tích cực và nó chủ động trong giờ học, để cho các em nó trải nghiệm nhiều hơn. Và ngay cả trong cái khâu kiểm tra đánh giá thì cũng cần phải có cái sự đổi mới để các em nó phát huy được cái thực lực của mình. Để thực hiện tốt nghị quyết 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, nhiệm vụ đổi mới giáo dục được các trường học trên địa bàn tỉnh đặc biệt chú trọng. Đối với trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong nói riêng, những năm qua, trường đặc biệt chú trọng đến việc tạo diện mạo mới, bước tiến mới. Xây dựng trường là một môi trường giáo dục thực sự lành mạnh, dân chủ, an toàn, thân thiện, chất lượng và bình đẳng, tạo ra một thương hiệu riêng của nhà trường để đội ngũ các thầy cô giáo tự hào, tin tưởng, phấn khởi, cống hiến cho hoạt động dạy học. Mỗi tiết học là một hoạt động nghệ thuật sáng tạo trong dạy học của giáo viên để các em học sinh thấy tự hào về ngôi trường của mình và luôn cảm nhận được mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Tiếp tục chương trình là thông tin trên các lĩnh vực khác. Đến nay, toàn tỉnh có 88 hộ được công nhận đạt danh hiệu gia đình đạt chuẩn văn hóa, 92,5% thôn buôn tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa, 66,4% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và 83% phường thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Để đạt được kết quả trên, địa phương trong tỉnh đã thực hiện việc lồng ghép nội dung phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa, với thực hiện nhiệm vụ cuộc vận động toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Với sự hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, các mô hình thuộc phong trào này đã và đang vận động người dân phát huy truyền thống tốt đẹp của văn hóa dân tộc, đẩy lùi tệ nạn xã hội, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc và kịp thời phát hiện biểu dương những gương người tốt việc tốt tại Lâm Đồng. Sáng nay ngày 8 tháng 10, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Lâm Đồng đã tổ chức khai giảng năm học mới 2018-2019. Trong năm học mới này, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Lâm Đồng đón hơn 500 tân sinh viên, nâng tổng số sinh viên của nhà trường lên hơn 1.500 sinh viên. Với 5 khoa, gồm khoa kỹ thuật cơ bản, các môn chung, tài chính, kế toán, tin học, ngoại ngữ và khoa du lịch. Trong năm học 2017-2018 vừa qua, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Lâm Đồng đã chú trọng liên kết với các trường trong và ngoài tỉnh, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước. Trung bình hàng năm, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đạt 98%, trong đó có khoảng 70-80% sinh viên có việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo. Trong năm học mới 2018-2019, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Lâm Đồng tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, thực hiện có hiệu quả nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, tăng cường công tác giáo dục lối sống, đạo đức, kỹ năng sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho sinh viên gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đa dạng hóa loại hình đào tạo, mở rộng ngành nghề nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực địa phương và khu vực. Dịp này, 20 sinh viên nghèo hiếu học của Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Lâm Đồng cũng đã được nhận học bổng của các doanh nghiệp, đơn vị trao tặng.
Dự án nâng cấp tỉnh lộ 725 đoạn đi qua địa bàn huyện Đà Tẻ và Bảo Lâm có tổng mức đầu tư 90 tỷ đồng, dự kiến khởi công vào đầu tháng 9 2018. Tuy nhiên đến nay dự án vẫn chưa được triển khai. Sở Giao thông Vận tải Lâm Đồng, đơn vị chủ đầu tư cho biết, nguyên nhân do dự án đang bị vướng hệ thống điện cấp nước trên tỉnh lộ 725 cần phải di dời. Ngày 25 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt thiết kế và dự toán di dời hệ thống điện, hệ thống cấp nước trên tỉnh lộ 725 đoạn qua hai huyện Bảo Lâm và Đà Tẻ với kinh phí trên 5 tỷ đồng. Để công trình đảm bảo đúng tiến độ, cơ quan chức năng phối hợp với chính quyền các địa phương liên quan triển khai các phương án di dời hệ thống điện, sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Tuyến tỉnh lộ 725 đoạn Đà Tẻ và Bảo Lâm hiện xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông qua lại và sinh hoạt của người dân trong vùng. Vì vậy, việc đẩy mạnh sớm triển khai dự án sẽ thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển. 9 tháng đầu năm 2018, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đã huy động và bố trí lực lượng tuần tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông. Trong đó tập trung kiểm tra xử lý người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe ô tô chở khách, ô tô chở hàng hóa trên các tuyến quốc lộ 20, 27, 27C, 28, 55, các tuyến tỉnh lộ 721, 722, 725, các tuyến đường đô thị, đường huyện trọng điểm. Đối với địa bàn nông thôn, phối hợp cùng lực lượng cơ sở tăng cường tuần tra kiểm soát, kết hợp với vận động nhân dân quản lý giáo dục đối với các đối tượng cá biệt thanh thiếu niên, không để xảy ra tình trạng vi phạm điều khiển xe mô tô khi chưa có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, uống rượu bia, lạng lách đánh võng. Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông đã phát hiện xử lý 10.380 trường hợp vi phạm, tạm giữ 59 xe ô tô, 29 xe mô tô, tước giấy phép lái xe 400 trường hợp, thu phạt 13,47 tỷ đồng. Những nội dung đáng chú ý trong phần tin trong nước và thế giới. Nhiều cảng đầu tư lớn nhưng thiếu tính đồng bộ, dẫn tới nơi thừa nơi thiếu, không kết nối được các phương thức vận tải. Bắc Kinh đã quyết định bơm thêm 110 tỷ đô la để cứu vãn nền kinh tế đang có dấu hiệu trì trệ do ảnh hưởng từ cuộc chiến thương mại với Mỹ. Thưa quý vị, hiện số cảng biển ở nước ta đã tăng 4,4 lần so với quy hoạch năm 2000. Đây là điều kiện để phát huy tiềm năng lợi thế của biển. Nhưng một nghịch lý đáng buồn là trong số cảng biển này là có rất ít cảng có đủ điều kiện tiếp nhận tàu trọng tải lớn. Nhiều cảng đầu tư lớn nhưng thiếu tính đồng bộ, dẫn tới nơi thừa, nơi thiếu, không kết nối được các phương thức vận tải. Để làm rõ vấn đề này, mới đây Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải tổ chức kiểm tra làm rõ công tác quy hoạch phát triển cảng biển. Cả nước hiện có 45 cảng biển, trong đó có 32 cảng biển nội địa, 13 cảng dầu khí, 251 bến cảng với công suất thiết kế từ 500 đến 550 triệu tấn hàng một năm. Theo đánh giá của Alpha Liner, nhóm cảng số 5 gồm 11 cảng container ở thành phố Hồ Chí Minh và 8 bến cảng ở Cái Mép, Thị Vải. Có tình trạng vừa thừa công suất khai thác, vừa phát triển manh mún. Trong khi đó, ở khu vực miền Bắc, với 14 bến cảng ở Hải Phòng, 2 bến cảng ở Cái Lân cũng rơi vào tình trạng tương tự. Mà rất nhiều địa phương mong muốn có cảng biển, để có giống như là cái hội chứng sân bay, để muốn là tỉnh nào cũng có cảng biển và dẫn tới cái chuyện là chúng ta quên đi mất một cái phương thức vận tải mà có tiềm năng và rất gần gũi cũng như là rất rẻ để đầu tư và để phát triển là cái phương thức vận tải thủy nội địa cũng như là một số cái phương thức vận tải khác. Khó khăn về vấn đề lù tàu, hàng hóa phải trung chuyển từ cảng thành phố Hồ Chí Minh về đây, tăng thêm đầu bốc xếp, tăng thêm chi phí và ảnh hưởng loan rộng ra cho tất cả các cái doanh nghiệp tại cái khu vực đồng bằng sông Cửu Long này. Theo một số chuyên gia, rất nhiều chi phí như bến bãi, bốc dỡ hàng hóa, cấu thành lên giá cước vận tải. Trong đó chi phí mờ cũng khá cao, làm đẩy giá thành vận tải và chi phí logistics tăng lên. Điều này đáng phải suy ngẫm. Có một con số tôi cho rằng tương đối là, tôi nghĩ rằng là tương đối là mình đáng phải suy ngẫm. Đó là hiện nay cái chi phí mờ trong chi phí vận tải của Việt Nam tương đối cao so với các nước trong khu vực. Cụ thể, ví dụ hiện nay theo nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới, thì cái chi phí mờ của trong cái chi phí vận tải của Việt Nam nó chiếm khoảng 8% tổng chi phí vận hành phương tiện, so với con số khoảng 4% của Ấn Độ. Con số đó rõ ràng là khi chi phí mờ tăng lên sẽ đẩy cái giá thành vận tải tăng lên và từ đó nó đẩy cái chi phí logistics tăng lên. Quy hoạch yếu kém, không đồng bộ, thiếu kết nối giữa các phương thức vận tải là những bất cập tại các cảng biển hiện nay. Thế nhưng mới đây Bộ Giao thông Vận tải lại đề xuất tăng giá dịch vụ cảng biển từ 10 đến 30%. Bộ Giao thông Vận tải khẳng định là không tác động đến chỉ số giá tiêu dùng, đặc biệt là để có vốn tái đầu tư. Mức giá này rất thấp. Rất thấp. Chúng tôi thấy rằng là cần phải tăng lên để làm sao mà doanh nghiệp có ngoài cái việc thu
bù chi thì phải có cái lợi nhuận để mà tích lũy, để mà tái cơ cấu, để mà nâng cao cái hiệu quả. Trước những bất cập này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải tổ chức kiểm tra, đánh giá, xác định rõ nguyên nhân và rút kinh nghiệm để tổ chức lập quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình Thủ tướng theo quy định. Hiện nay, Quảng Ngãi có trên 500 hectare mía được trồng theo mô hình liên kết cánh đồng lớn giữa nông dân và nhà máy đường Phổ Phật. Nhờ áp dụng đồng bộ các giải pháp cơ giới hóa trong tất cả các khâu từ sản xuất, chăm sóc đến thu hoạch, đã giúp giảm chi phí đầu tư, tăng năng suất chất lượng mía và tăng hiệu quả kinh tế cho người trồng mía. Năng suất mía bình quân từ cánh đồng lớn đạt từ 70 đến 75 tấn một hecta, tăng 20 tấn một hecta so với sản xuất đại trà trên địa bàn tỉnh. Nhà máy còn có chính sách hỗ trợ người trồng mía như cho mượn vốn, thuê đất tích tụ tạo vùng nguyên liệu tập trung, hỗ trợ chi phí chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng mía, hỗ trợ từ 10 đến 30% đơn giá làm đất, hợp đồng bao tiêu sản phẩm đầu ra cho nông dân. Trong đợt khảo sát các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn xã Hòa An, huyện Phú Hòa mới đây, các nhà nghiên cứu ở Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh và Phòng Văn hóa Thông tin huyện Phú Hòa đã phát hiện một số tài liệu Hán Nôm quý hiếm được lưu giữ tại địa bàn thôn Ân Niên, xã Hòa An, huyện Phú Hòa. Số lượng tài liệu này có khoảng gần 500 trang với khổ giấy A4. Bước đầu xác định nội dung tài liệu nói về tình trạng ruộng đất dân cư trên địa bàn xã Hòa An xưa. Hiện nay, tỉnh Phú Yên đã thành lập Hội đồng thẩm định tài liệu quý hiếm của tỉnh. Với việc phát hiện này, Hội đồng thẩm định cần có đánh giá các giá trị khoa học của tài liệu và kiến nghị các giải pháp bảo vệ, gìn giữ khoa học, tránh hư hỏng, thất lạc. Bắt đầu từ tháng 10 năm nay, thành phố cổ Kyoto của Nhật Bản sẽ đánh thuế du khách qua đêm tại khách sạn, quán trọ truyền thống và phòng cho thuê nhằm giải quyết tình trạng dùng ứ khách vào giờ cao điểm và cải thiện dịch vụ du lịch. Theo hãng tin Kyodo News, khách sẽ bị áp thuế từ 200 tới 1.000 yên, tương đương từ 41.000 tới 204.000 đồng mỗi đêm, tùy theo giá phòng. Dự kiến, thành phố sẽ thu về 4,56 tỷ yên mỗi năm qua nguồn thuế này và sử dụng chúng cho các hoạt động quảng bá du lịch. Kyoto là thành phố thứ ba tại Nhật Bản áp dụng thuế phòng trọ sau Tokyo và Osaka, chủ yếu nhắm vào du khách nghỉ ngơi tại các địa điểm thu trên 10.000 yên mỗi đêm. Tuy nhiên, sinh viên và bạn đi cùng được miễn khoản thuế tăng thêm này. Trong bối cảnh cuộc chiến thương mại với Mỹ đang ngày càng bước vào giai đoạn căng thẳng và gây ảnh hưởng tới Trung Quốc, Bắc Kinh đã quyết định bơm thêm 110 tỷ đô la để cứu vãn nền kinh tế đang có dấu hiệu trì trệ do ảnh hưởng từ cuộc chiến thương mại với Mỹ. Ngày 7 tháng 10, Trung Quốc tuyên bố cắt giảm lượng tiền mặt dự trữ bắt buộc của các ngân hàng thương mại tại Ngân hàng Trung ương. Động thái này sẽ giải phóng khoảng 110 tỷ đô la Mỹ cho các ngân hàng này. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết họ sẽ giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc khoảng 1 điểm phần trăm từ ngày 15 tháng 10. Đây là cách để đảm bảo các tài khoản tín dụng tăng trưởng hợp lý. Theo Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, các ngân hàng thương mại của nước này sẽ có thêm 1,2 nghìn tỷ nhân dân tệ nhờ mức cắt giảm trên. Trong đó, 450 tỷ nhân dân tệ, khoảng 65 tỷ đô la Mỹ được sử dụng để trả nợ cho Ngân hàng Trung ương và 750 tỷ nhân dân tệ, khoảng 110 tỷ đô la Mỹ còn lại sẽ được sử dụng để cho vay. Bức tranh bé gái cùng bóng bay của nghệ sĩ Banksy vừa được đem ra bán đấu giá tại London và đạt mức 1 triệu bảng Anh. Tuy nhiên, ngay khi bức tranh được bán, thì nó đã tự xé rách trước sự chứng kiến của những người có mặt. Bức tranh được Banksy đồng ý giao bán thông qua một nhà đấu giá danh tiếng là Sotheby's. Vậy nhưng khi bức tranh vừa được giao bán xong với giá 953.839 bảng, tương đương với hơn 29 tỷ đồng, thì nó đã tự động xé thành các mảnh. Truyền thông thế giới coi đây là cú lừa ngoạn mục của Banksy đối với giới sưu tầm nghệ thuật. Banksy là một nghệ sĩ bí ẩn với những tác phẩm được đánh giá cao. Tuy nhiên, Banksy quan niệm nghệ thuật là để phục vụ đại chúng, thậm chí biến mất trong đời sống, không phải chỉ để trưng bày trong những không gian truyền thống như triển lãm hay bảo tàng, vì nghệ thuật là vô giá. Các nhà khoa học Mỹ ở Đại học Washington mới đây đã đề xuất liệu pháp kháng sinh có sử dụng kim loại Gali. Các thử nghiệm ban đầu trên những bệnh nhân bị nhiễm trùng phổi nặng và dai dẳng cho thấy đây là phương pháp trị liệu hiệu quả. Ý tưởng của các nhà khoa học rất đơn giản. Vi khuẩn hấp thụ kim loại được ngụy trang cho chúng giống như thức ăn. Một khi thâm nhập vào bên trong vi khuẩn, kim loại Gali sẽ phá hủy hệ thống sản sinh ADN của vi khuẩn. Nếu không có hệ thống này, vi khuẩn không thể nào sinh sôi nảy nở được. Các nhà khoa học khẳng định có thể tăng cường hiệu quả điều trị bằng cách kết hợp Gali với các loại thuốc kháng sinh hiện có. Kết quả là chỉ cần dùng một liều Gali là có thể chữa khỏi nhiễm trùng phổi. Giải pháp nào để đảm bảo an toàn du lịch mạo hiểm ở Lâm Đồng là thông tin cuối của chương trình thời sự tối nay.
Thưa quý vị, được xem là loại hình du lịch hấp dẫn thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước tham gia. Tuy nhiên, du lịch thể thao mạo hiểm lại là loại hình tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người chơi trong quá trình chinh phục thử thách. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để loại hình du lịch thể thao mạo hiểm phát triển tương xứng với tiềm năng vốn có của Lâm Đồng, nhưng phải đảm bảo được tính an toàn, an ninh dành cho du khách. Phóng sự sau sẽ phân tích rõ hơn về vấn đề này. Vốn được thiên nhiên ưu đãi, Đà Lạt Lâm Đồng nổi tiếng là địa danh hấp dẫn du khách với nhiều loại hình du lịch. Trong đó, du lịch thể thao mạo hiểm được nhiều du khách gần xa biết đến và xem đây là loại hình hấp dẫn thu hút giới trẻ, đặc biệt là du khách nước ngoài. Vì thế, với nhiều trò chơi mạo hiểm như hành trình trên cao, đu dây vượt thác, leo vách đá, đi bộ xuyên rừng, đã thu hút nhiều du khách khám phá để chinh phục khả năng và thử thách bản lĩnh của mình. Cảm nhận của tôi tới khu vực chơi trò chơi này là thoải mái, có những đường zip line rất là dài. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận nó, nên là tôi thấy rằng là ở đây rất là tuyệt vời. Tôi đã từng chơi cái trò chơi này ở bên Đức, và để mà so sánh giữa Đức với Việt Nam thì ở đây tốt hơn về thời tiết, về khí hậu, về độ an toàn. Tôi cảm thấy rất là thoải mái khi được chơi hết được tất cả các trò chơi trong khu vực này. Với sự hấp dẫn và mang tính trải nghiệm cao, du lịch thể thao mạo hiểm cũng trở thành loại hình du lịch được các đơn vị kinh doanh du lịch khai thác và phục vụ du khách. Tuy nhiên, bên cạnh tính hấp dẫn, du lịch thể thao mạo hiểm cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Những vụ việc đáng tiếc gây thiệt hại đến tính mạng của du khách đã đặt ra cho những người làm công tác quản lý du lịch và du lịch thể thao mạo hiểm những vấn đề về giải pháp trong đảm bảo an toàn, an ninh dành cho du khách khi tham gia những trò chơi du lịch thể thao mạo hiểm. Chúng tôi sẽ luôn luôn định hướng tới rằng là đảm bảo cho du khách có một cái trò chơi an toàn, mạo hiểm nhưng mà an toàn. Thì chúng tôi chuẩn bị rất là nhiều các về phần hướng dẫn sử dụng các trang thiết bị tốt cho hướng dẫn viên, đào tạo kỹ năng tốt cho hướng dẫn viên và luôn giám sát tất cả những công ty vào trong khu vực thác Đà Lạt tham gia trò chơi mạo hiểm. Thì chúng tôi luôn có những phương án giám sát cực kỳ chặt chẽ để hạn chế tối thiểu cái rủi ro cho du lịch mạo hiểm. Thì ngay cái tên du lịch mạo hiểm thì nó đã mang lại cho mọi người nghĩ rằng là một cái trò chơi nó mang tính chất mạo hiểm nhưng nó không hề nguy hiểm. Có nghĩa là trong cái quá trình chơi ấy, thì cái mọi cái quá trình chơi của du khách ấy, đều được hướng dẫn viên kiểm soát rất là kỹ càng. Để đảm bảo an toàn cho du khách khi tham gia du lịch thể thao mạo hiểm, tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định số 1804 quy định tạm thời quản lý tổ chức và kinh doanh du lịch mạo hiểm. Trong đó quy định rõ trách nhiệm đối với cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, địa điểm tổ chức các hoạt động du lịch mạo hiểm. Theo lãnh đạo của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, bên cạnh việc ban hành các quy định và các chế tài cụ thể, thì chính các doanh nghiệp kinh doanh loại hình này cũng phải cần nâng cao nhận thức trong tổ chức hoạt động, từ việc tuân thủ quy định về cấp phép hoạt động, đầu tư trang thiết bị đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, chú trọng công tác kiểm tra, bảo dưỡng trang thiết bị và đặc biệt là phải quan tâm đến công tác đào tạo, tập huấn kỹ năng cho đội ngũ làm công tác du lịch mạo hiểm. Cái loại hình du lịch mạo hiểm là một cái loại hình hoạt động có điều kiện và vấn đề này, cái hoạt động này phải nâng cao cái trách nhiệm của tất cả các cái tổ chức cá nhân mà khi tham gia đối với cái hoạt động này và chúng ta phải có một cái quy trình bắt buộc giữa cái đơn vị tổ chức, hướng dẫn viên và kể cả là du khách khi tham gia các cái loại hình này thì phải đảm bảo được một số các cái điều kiện theo quy định. Và đồng thời thì xong qua những cái vụ việc xảy ra vừa qua thì chúng tôi ngành cũng đã có những cái cuộc họp hết sức là khẩn trương đối với các cái đơn vị và chúng tôi cũng đã yêu cầu các cái đơn vị là phải có cái trách nhiệm rà soát lại tất cả các cái khâu, các cái quy trình mà trong cái quy định hướng dẫn tạm thời của Ủy ban tỉnh đã triển khai để đảm bảo được một cái chúng tôi cho rằng là phải tuyệt đối đảm bảo cho cái vấn đề an toàn đối với những người tham gia trong cái loại hình hoạt động này. Thực tế cho thấy vẫn còn nhiều giải pháp cần triển khai trong quá trình hoạt động, mà ở đó là sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành, cộng với sự tuân thủ các quy trình hoạt động trong khai thác thể thao mạo hiểm của các doanh nghiệp, sẽ là cơ sở quan trọng để du lịch thể thao mạo hiểm ở Đà Lạt, Lâm Đồng phát triển xứng tầm với tiềm năng vốn có và trở thành loại hình du lịch đa dạng, hấp dẫn du khách gần xa. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.